Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tứ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thường tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi hỏi về cảm nghĩ của dân chúng, Chúa Giêsu quay sang hỏi các môn đệ cùng với câu hỏi: Phần các con bảo thầy là ai? Dĩ nhiên câu trả lời của các môn đệ phải khác với dân chúng, vì các ông được ở cùng Ngài, cùng ăn uống với Ngài. Chắc hẳn các ông sẽ có trải nghiệm của riêng mình. Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Phêrô, vì tông đồ trưởng, nói thay cho các môn đệ: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời của tông đồ Phêrô đã làm vừa lòng Chúa Giêsu nhất. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời của Phêrô đã nói đúng căn tính đích thực của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Thực ra, câu trả lời của ông Phêrô không có gì mới mẻ. Vào một dịp trước đó, Chúa Giêsu đi trên mặt nước, các môn đệ đã tuyên xưng đức tin một cách tương tự: Quả thật, Thầy là con Thiên Chúa, trong Matthêu chương 14 câu 13. Trong tin mừng của Thánh Gioan, bà Marta cũng đã tuyên xưng điều tương tự: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian, Gioan chương 11 câu 27. Nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu hỏi mọi người Kitô hữu chúng ta: Phần con bảo thầy là ai? Thì chúng ta sẽ trả lời thế nào? Chúng ta không được trả lời theo sách vở, theo thói quen, theo người khác, mà phải trả lời bằng chính cảm nghiệm của mình về Chúa Giêsu. Muốn cho câu trả lời của ta thật đúng đắn và chính xác, thì vấn đề đặt ra là Chúa Giêsu đã hiện diện trong ta thế nào? Ta có sống và hành động tất cả vì Chúa Giêsu chưa? Thánh Phaolô khuyên chúng ta, dù anh em ăn, uống hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh danh Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chỉ cho Phêrô thấy không phải do nỗ lực cá nhân mà ông làm được điều đó, mà là Cha của Thầy đứng ngự trên trời. Thật đúng thế, xét về tài năng, ông vẫn kém hơn các môn đệ khác. Xét về lòng can đảm thì lại càng xấu hổ hơn khi ông chối Thầy 3 lần. Nhưng với nỗ lực cá nhân cộng với ơn Chúa, Phêrô trở thành con người mạnh mẽ lạ thường. Ông đã mạnh dạn tuyên xưng về Đức Kitô với một định nghĩa đầy đủ nhất về Ngài. Để thốt lên được điều đó, dân chúng không thể nói ra. Chúa Giêsu từng ca tụng Chúa Cha vì Người đã mặc khải cho Con Thiên Chúa cho những kẻ bé mòn, mà không mặc khải cho những bậc khôn ngoan thông thái. Ông Phêrô là một trong những kẻ bé mòn mà chính Chúa Cha đã mặc khải việc nhận thức rằng Thiên Chúa hiện diện trong con người Chúa Giêsu, không phải đến từ xác thịt và máu. Đó không phải là kết quả của sự nghiên cứu hoặc nỗ lực của loài người, mà là một ân sủng mà Thiên Chúa tự ý ban cho người đó. Lạy Chúa, xin cho con biết rằng những gì con đang có là do Chúa ban. Xin cho con ơn Chúa để con vượt thắng những yếu đuối của bản thân, và để cho chúng con sẵn sàng dấn thân bước theo Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.